Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Pet Go. Và lại chào mừng các bạn đã đến với một cái update tiếp theo của tựa game này. Cái update lần này nó sẽ không phải là update chính thức của tựa game Pet Go, mà nó sẽ là một cái event như kiểu là cái Halloween event đấy các bạn ạ. Pet ở trong lần này nó sẽ được gọi tên đó là Jerry. Jerry này là như kiểu là thạch đấy các bạn ạ. Nói chung là nó là một cái chủ đề về thạch. Đó, thì nó sẽ là một cái event nữa các bạn ạ. Tức có nghĩa là mấy con pet ở trong cái sự kiện này là nó sẽ bị limited trong một thời gian tới các bạn ơi. Đây, nó mang tên đó là Jelly Update. Trong update này chúng ta sẽ có những con pet thuộc cái dòng Jelly là dòng thạch. Chúng ta sẽ có một con pet xịn nhất đó là con Hugh Jelly Axolot. Nhưng mà trước khi vào cái video này, các bạn thì đấm ngay vỡ cho tôi nút like và kèm theo đó là comment tên đo blog các bạn. Và nếu như bạn nào được may mắn được mình chọn sẽ nhận được những con hưu ở trong video sau nha. Nếu như tôi trúng nhiều cái con hưu Jelly Axolot này thì tôi sẽ giveaway cả cái con hưu Jelly Axolot này luôn. Wow, chúng ta có con 500 triệu à? Đó là con Jelly Monkey. Nói chung là mấy con này nó sẽ bị limited các bạn ạ. Nhưng mà sao nó nhiều này? Sao tận 236 con rồi vậy? Mẹ là limited dữ chưa? Vãi cả cứt đã limited kiểu đéo thì sao mẹ mày đông như quân nguyên vậy? Ok, đấy thì chúng ta thể thấy đó là cái con này có vẻ khá là dễ trúng, mặc dù tỷ lệ của nó là 1 tỷ 5 các bạn ạ. Rất có thể là rất là nhiều người họ đã xả good potion, hoặc là do nó có cái thuốc hỗ trợ nên là nó khiến cho cái con Jelly này nó dễ kiếm các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ có một nơi để mua cái thuốc Jelly các bạn ạ. Và mua thì chúng ta sẽ mua bằng cái coin nha các bạn nhá. Đây, cái này nó sẽ giúp chúng ta gọi là phá mấy cái vật phẩm thuộc cái dòng Jelly này được nhiều quà hơn. Nhìn chung là nó cũng hơi phiền phức nhức đầu một tí. Nôm na là bây giờ chúng ta sẽ đi phá mấy cái xu này và chúng ta sẽ roll để lấy cái gọi là Jelly coin các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ nâng mấy cái upgrade ở trong cái mục Jelly event này lên. Đó, nói chung là nó cũng khá là giống với cả là cái ấy thôi các bạn. Nó cũng khá là giống với cả là cái mấy cái update nhỏ Halloween các thứ đợt đấy thôi. Nó sẽ bắt mình dùng một đơn vị tiền riêng các bạn ơi. Mà tại sao cái Jelly coin này của tôi chỉ được x2 thôi vậy? À, hình như là phải upgrade lên thì nó mới tăng lên đúng không? Rồi ok hiểu. Thì bây giờ rút kinh nghiệm ở trong các cái update trước thì chúng ta đều biết rồi. Đó là trước khi mà chúng ta đi vào roll mấy con pet xịn ấy thì chúng ta cần phải nâng hết mấy cái upgrade này lên trước các bạn ạ. Và để nâng mấy cái upgrade này thì mình sẽ phải đi nhặt mấy cái đồ vòng quanh và upgrade một thời gian khá là lâu. Về game pass thì chúng ta sẽ có một cái game pass mới, đó là Hugh Hunter. Nó sẽ tăng tỷ lệ ra Hugh. Giá của nó là 3.000 Robux. Tôi chả biết nó tăng bao nhiêu các bạn ạ. Nó không ghi. Mấy thằng admin chơi rất là khó chịu nha. Để mấy ông admin của bên cái game Pet Go này chơi cực kỳ là mất dạy. Không hiện cái thông số cụ thể lên, kiểu như là mày giỏi mày đoán đi ấy, xem là bao nhiêu ấy. Và mình không biết là bao nhiêu luôn. Khi mà mua game pass này nó sẽ có một cái game pass này. Đó, nói chung là chúng ta sẽ tăng tỷ lệ gọi là tăng tỷ lệ trúng mấy con hưu. Và mấy cái gì nhở, mấy cái gọi là gói Forever Backpack này thì nó cũng được làm mới lại và nó sẽ bao gồm cả các cái bình liên quan đến Jelly ở trong này các bạn ơi. Thì mình có Robux mà, thế nên là mình sẽ mua cái này một tí. À, với cả là các bạn biết gì không, nó có cập nhật một cái bình thuốc mới tương tự như bình God Potion, đó là Jelly God Potion các bạn ơi. Cái bình Jelly God Potion này thì có vẻ như là giá trị của nó sẽ không được cao trong một quãng thời gian nữa đâu, tại vì là nó tụt giá khá là nhanh ấy. Với cả là cái bình này nó chỉ có tác dụng duy nhất thôi, đó là để tăng tỷ lệ ra mấy con pet của dòng Jelly. Tức có nghĩa là nó sẽ chỉ roll ra mấy con Jelly thôi. Giống như ở đợt Halloween đấy các bạn. Các bạn mà chuyển sang trứng Halloween thì các bạn chỉ roll ra mấy con pet Halloween ấy. Thì lần này uống cái bình này nó sẽ chỉ cho mình ra được mấy cái con Jelly thôi thì phải. Nói chung là để mình đi mua thử để xem là có cái bình đấy không các bạn nhá. Hơn 3.000 Robux đã đi qua rồi các bạn ạ. Và chúng ta đã đến tận cái vốc 800 mà vẫn chưa nhìn thấy cái bình Jelly God Potion đâu. Có vẻ là cái bình này có giá trị tương đương với cả bình God Potion đấy. Mặc dù là mình nghĩ là sau này nó sẽ không có giá trị lắm đâu. Tại vì là chúng ta khi mà có mấy cái con thuộc dòng Jelly rồi, chúng ta sẽ không cần cái bình này. Trong khi đấy thì God Potion nó sẽ tăng tỷ lệ của tất cả những con khác. Nói chung là mình phải thử mới biết được các bạn ơi. Và bây giờ mấy cái bình thuốc này có vẻ là nó hơi lạm phát các bạn ạ. Do là nó ra cái chức năng mở cái dương gọi là Crystal với cả là cái dương Secret ấy. Ở video gần nhất mình có mở đến tận 2024 cái chìa khóa Secret các bạn ạ. Ra rất là nhiều bình thuốc luôn. Và video đấy tôi đang ở bên kênh gọi là Hùng Akia Hô Hải Tặc và Flop Bé Đái luôn. Nên là video này tôi mới quyết định nhảy về kênh Hùng Akia Toilet đấy các bạn. Thế nên là các bạn hãy cho mình xin một like để cho mình đỡ flop được không? Với cả là vì sự cống hiến của Hùng Akia khi mà Hùng Akia bây giờ đang hy sinh đến gần 10.000 Robux rồi. Nãy giờ mua nó cứ cấp số nhân lên, các bạn nhìn thấy một lần nó chỉ 1.200 thôi, nhưng mà nãy giờ mình mua gọi là hơn chục lần rồi. Và chúng ta đã gặp được 3 bình God Potion đầu tiên. Đó là 3 bình God Potion nhá, chứ chúng ta chưa thấy Jelly God Potion đâu các bạn ạ.
mình đã không biết là cái bình jelly này bây giờ có thanh niên nào kiểu đã mua được ra và đã bán luôn ở trong bên thị trường không. Mình thấy cái giá trị định vị của nó thì là 13M9 game. Nếu mà với cái giá này thì đánh giá là mình đánh giá là khá là rẻ, tại vì là nó chỉ hơn Gold Potion một tí thôi, mà trong khi nó là cái bình mới ấy, mình nghĩ là khả năng là nó hiện giá như vậy thôi chứ đéo ai bán đâu các bạn ạ. Đây rồi, như vậy là với khoảng hơn 10.000 Robux thì tôi đã được 3 bình Gold Potion và 2 bình Jelly Gold nha các bạn nhá. Nhưng mà chúng ta chưa dùng vội được, tại vì là chúng ta bây giờ mà dùng thì chúng ta sẽ bị thiệt hại ở cái là chúng ta không có đủ cái upgrade đấy các bạn. À đây, hình như đây chính là cái hình dáng của bình Jelly Gold Potion này các bạn ơi. Nó có cái ngôi sao giống như kiểu là ngôi sao của cái con sâu màu tím này và của Gold Potion, và cái cạnh của nó hơi uốn lượn một tí. Đúng rồi, như vậy đây chính là bình Jelly Gold Potion. Ui, mình mua mình còn được cả hai loại bình khác nhau ạ. Mình được cả bình Jelly, mình được cả bình Gold Potion luôn. À, như vậy cái gói Forever đấy bây giờ rất là ngon, ở cái là chúng ta có thể trúng được cả Gold Potion và Jelly luôn. Không chỉ là một trong hai loại các bạn nhá, mà đôi khi nó có cả hai loại luôn. God damn it. Đây, mình vừa được 3 bình hay 2 bình ấy, giờ mình lại được 3 bình tiếp này. Nói chung là mua cái này thì tốn tiền lắm các bạn ơi. Cái này chúng ta mua vừa phải thôi. Mình muốn test thử cái bình Jelly như nào thôi. Ui, lại thêm cả 3 bình Gold Potion nữa này. Má mày, nó liên tục tục luôn các bạn ạ, nó liên tục tục luôn. Đây, phát này chúng ta không nhìn thấy cái bình nào rồi nên chúng ta sẽ tạm ngưng đã cả nhá. Chúng ta sẽ tạm ngưng đã để xem như nào đã. Còn bây giờ trước tiên là mình sẽ đi roll pet và đi nhặt xu để mình upgrade hết mấy cái upgrade lên đã. Như vậy là mình đã có 10 bình gọi là Jelly Gold Potion rồi. Chúng ta nên từ từ thôi các bạn ạ. Mấy cái bình này nó sẽ còn giảm giá lắm các bạn ơi. Và mình được rất là nhiều mấy cái bình thuốc của cái bên Jelly này, thì mình tất nhiên là mình sẽ cắn hết vào rồi. À, cái này còn bút cả Jelly Luck khi mà roll à. Mấy cái bình Jelly này có chế được không nhỉ? Có vẻ như là không các bạn ơi. Mấy cái bình Jelly này không ghép được vào lại các bạn ơi. Tức là cái bình Jelly này mà là cấp mấy thì nó là cấp bấy nhiêu luôn ấy. Chúng ta không chế nó lên được. Ok, được rồi. Bây giờ các bạn để lại cho Hùng Akia một like để Hùng Akia quay trở lại ngay lập tức đi. Để lại một like trong 3 giây, tôi sẽ quay lại sau 3 giây. 3, 2, 1. Và nếu các bạn đã like rồi thì đừng quên comment tên Raw Lắc xuống nữa để có tỷ lệ nhận được con Hugh Jelly đến từ mình nha. Còn bây giờ thì 3 giây sau tôi sẽ quay trở lại. And boom! Và mình đã quay trở lại sau 3 giây đúng như mình hứa ở đây. Thực ra là nãy giờ nó chỉ trôi qua tầm khoảng 10 phút thôi các bạn ạ. Tại vì là cái coin này kiếm khá là nhanh các bạn ơi. Và mình đã kiếm được đủ coin để nâng tất cả cái upgrade lên rồi các bạn nhá. Không tốn nhiều lắm các bạn ơi. Hầu hết mấy cái gọi là cái upgrade này nó đều rất là rẻ các bạn ạ. Chắc là tại vì người ta sợ là mình phải kiếm nhiều cái Jelly coin mình mệt đấy các bạn. Nói chung là mấy cái này nó sẽ nâng cấp lên mấy cái chức năng liên quan đến Jelly, như ở là chúng ta gọi là có khả năng để rôn ra mấy con Jelly này, bao gồm cả con Hugh Jelly Azoroth này, rồi chúng ta có cái ván lướt Jelly, chúng ta có thêm mấy cái dương Jelly. Đây, bây giờ mình sẽ dùng thử cái ván lướt để xem như nào nha. Cái ván lướt đâu? À đây rồi. Ok, cái ván lướt này trông khá là giống với cái ván VIP các bạn ạ. Nó là trông như bánh quy nhỉ? Sao trông như bánh quy, nó phải thạch vậy? Phải nói thật với các bạn là mình cũng đéo biết cái Jelly này nó là thạch hay nó là bánh quy nữa. Sao tôi trông nó giống bánh quy nhỉ? Đây, bây giờ mấy cái này nó sẽ bán liên tục các bạn ạ. Mấy cái này bây giờ nó sẽ bán và làm mới liên tục. Ôi, tính ra cái này làm mới nhanh nhở. Vừa nãy nó vừa làm mới xong, bây giờ nó lại làm mới tiếp này các bạn. À, 7 phút một lần các bạn ơi, 7 phút một lần các bạn ạ. Thế thì nhìn chung là mấy cái bình này cũng không hiếm lắm các bạn ơi. Cũng chả cần thiết để mà chúng ta phải dùng Robux để mua cái gói Forever Backpack làm gì các bạn ơi. Rồi, bây giờ trước khi roll thì mình sẽ nâng cấp cái may mắn của mình lên một tầm cao mới nhá. Mình sẽ nâng lên X512 nha. Nói chung là mỗi lần quay video như này tốn nhiều Robux vãi đái. Thế nên là các bạn có thể để lại cho mình xin một like và đăng ký được không? Bạn nào mà muốn dùng dịch vụ gì như kiểu là muốn mua game Petgo thì các bạn nên biết một điều là game dạo này đang được giảm giá nhá. Và bọn mình đã giảm giá rồi. Các bạn nào mà muốn mua có thể vào ngay đó là hungakiatoilet.net nha. Mình để link dưới phần game comment đấy các bạn ơi. Nào, trước tiên mình sẽ tặng hai bạn gọi là hai con hươu để lấy may. Đó là bạn Trọng Lỏ. Đây nha, comment của hai bạn đây, Kim Hương Lương với cả là Hoa Nguyễn à. Hoa Nguyễn với cả là Kim Lương này nghe như kiểu là tên của mẹ. Khả năng là các bạn này dùng nick của mẹ để comment rồi. Ok, anh sẽ giveaway cho em một con hươu C3 nha. Con này sắp sửa limited rồi đấy. Tặng em nè, ok. Nhìn chung là tôi tặng hươu thì tôi cũng tặng con nào nó lỏ lỏ thôi. Chứ tặng con xịn nhiều gọi là tôi cảm thấy sót lắm các bạn ạ. Cái này là các bạn chỉ cần comment thôi và mình chọn ngẫu nhiên mình tặng nha. Mình sẽ tặng cho bạn này một con Hugh Inferno. Bạn này thì đẹp dai hơn là bạn kia rồi. Tại vì nói chung là mình chọn thì mình cứ chọn gọi là ngẫu nhiên và mình chọn con pet tặng cạn cũng ngẫu nhiên mà. Ok, trước đây mình sẽ tặng hai con Hugh như vậy đấy nha. Xong rồi mình sẽ đi quay để xem ra con nào không nha. Bạn nào mà muốn trúng Hugh như hai bạn này thì có thể comment ngay tên của bạn xuống và biết đâu các bạn sẽ là người được mình chọn ở trong video sau thì sao. Trước tiên là bây giờ mình sẽ phải cắn mấy cái gọi là Blazing Die các thứ này đã. Có vẻ như là ở trong update này nó cũng không update quá là nhiều lắm các bạn ạ.
nó không hẳn là một cái big update, nó chỉ là một cái event thôi. Update gần đây thì nó là con Hue Dragon ấy, thì nó là một cái con chính thấu. Còn lần này nó là con Jelly thì nó là một cái sự kiện các bạn ạ. Nên là sắp tới mấy con này sẽ limited. Bây giờ mình sẽ dùng thử cái bình God Potion trước nhá. Mình muốn xem thử xem là cái bình God Potion nó sẽ rona được mấy cái con ở dòng Jelly hay không các bạn ạ. Sao thấy người ta trúng liên tục cái này. Ui dồi ôi, người chơi xếp hàng nhau trúng mấy con Jelly các thứ với cả là mấy con Hue khác luôn. Chắc là người ta cắn God Potion các bạn ạ. Để mình xem là cái con Jelly thì có bao nhiêu con rồi. 400 con rồi. Chúng mày tăng được cấp số nhân à? Ô, mà sao cái con Jelly Monkey này tôi đã có rồi vậy? Ủa, nãy giờ là tôi uống Instant Luck xong tôi treo theo nó ra. Ủa, tôi ra hồi nào đấy? Holy shit, mình có một con rồi các bạn ạ. Vãi cả cứt ạ, 12 phút trước tôi đã có một con rồi. Tôi không cần uống God Potion, tôi đã có một con rồi. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử 10 bình God Potion trước để mình xem là cái God Potion nó có thể roll ra được con Hue Jelly Axolotl không các bạn nhá. Con này nó cũng lại là một con Axolotl các bạn ạ. Sao người ta cứ có đam mê vào mấy cái con gọi là Axolotl thế nhở? Dạo này update của game PetGo có vẻ dí mấy cái con liên quan đến Axolotl hơi nhiều. Nào thì Hue Cosmic Axolotl, xong bây giờ thì Hue Jelly Axolotl. Tính ra nó khác nhau mỗi cái chữ ở giữa các bạn ạ. Mà cái con Axolotl này mình nói thật các bạn là mình còn không biết nó có ngoài thật không các bạn ạ. Các bạn cho mình hỏi là cái con Axolotl này có ngoài thật không hộ mình gái. Oh, chúng ta trúng được con mới này, Jelly Dragon. Chúng ta trúng thêm một con pet ẩn và một con Avenging Griffin. À đúng rồi, nói đến pet ẩn mới nhớ, dành cho bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ có thêm một con pet ẩn nữa thuộc cái dòng Jelly này các bạn ạ. Nó tên là Jelly thôi hay sao ấy. Nó sẽ là một con pet ẩn, nghe đồn là nó khá là hiếm. Không biết là nó có hiếm hơn cái con nó có hiếm hơn cái con Jelly không, hay là nó sẽ gọi là không hiếm bằng như kiểu là mấy con pet ẩn khác. Nhưng mà mình thấy nó được giới thiệu ở trên trang chủ, nó ghi là con pet này rất hiếm các bạn ạ. Tôi đã nói rồi nhá, bạn nào mà có cần game để gọi là mua mấy cái gọi là bình thuốc hay là mua các con pet các thứ gì đấy, các dịch vụ thì các bạn cứ bấm ngay vào bên dưới phần game comment nhá. Chúng ta sẽ đến cả là hungakatalet.net nha. Còn nếu bạn nào muốn dùng dịch vụ khác mà không phải là PetGo mà liên quan Roblox hoặc là Free Fire thì cái đéo ra hai quả chuối lắm vậy. Vãi cả trưởng ạ. Pet ẩn là ẩn chưa? Hình như là mấy con pet ẩn này ngày xưa nó rất là hiếm các bạn ạ. Nhưng mà kể từ cái hồi mà nó ra mấy cái bình liên quan đến God Potion ấy, thì hồi cái mình thấy là mấy con pet ẩn nó hết hiếm rồi các bạn ạ. Mấy con pet ẩn bây giờ nó chính thức là nó bị phế điên rồi. Ra nhiều vãi đái luôn. Mình không biết nó ẩn ở cái chỗ nào nữa đấy. Bây giờ không biết là cái con Jelly ẩn, không biết liệu nó có hiếm thật không. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem nhá. Hình như là mình ra con Hue rồi các bạn ơi. Hình như là chúng ta sẽ ra con Hue đầu tiên ở trong video này rồi. Nào. À, đó là một con Hue C3. Thôi cũng không sao cả, cứ ra được Hue là ấm rồi bạn ơi. Mở đầu nữa thôi. Có vẻ như là dùng God Potion rất là khó để trúng được cái con Jelly các bạn nhá. Hoặc thậm chí là không trúng được luôn các bạn ạ. Mình nghĩ là khéo khi là cái tỷ lệ trúng là bằng không luôn. Ui, có người trúng được con Shiny các bạn ạ. Ui, tôi trúng được con Hue C3 thì có người trúng được con Shiny Hue Jelly Axolotl này. Ui, 1/100 người đấy các bạn. Vãi cả trưởng ạ, người được chọn luôn đấy. Bao nhiêu người trúng Hue Jelly mà mới có một người trúng gọi là con Shiny đấy các bạn ạ. Nãy giờ là 400 người đúng không? 400 người trúng con Hue Jelly thì bây giờ chắc là chỉ có khoảng 3 con 4 con rồi. Lại trúng một con Hue nữa. Ngon. Sao nó lại có tiếng nhở? Cái cutscene con rồng này giờ nó thay đổi một tí các bạn ạ. Cái cutscene con rồng này được sửa lại một tí có âm thanh hơn. Chúng ta có cái tiếng piu rơi xuống các bạn ơi. Chúng ta có tiếng rơi xuống của con rồng các bạn ạ. Và đó là một con Hue Dragon. Wow. Có vẻ như là cái này là một cái sửa nhỏ nhỏ các bạn ơi. Một cái gọi là minific. Ủa, mà sao tao trúng được con rồng, mà sao tao không thấy con rồng đâu. À đây. Con rồng này nó mở khóa này, nó hiện ở đây các bạn ơi. Và đó là một con Hue Dragon. Yeah, thứ 3500. Mấy con Hue Dragon này nó vẫn chưa bị giới hạn đâu các bạn ạ. Con C3 của tôi này. Con C3 của tôi 1 phút trước này, con thứ 11.000. Ok, như vậy là chúng ta vẫn chưa trúng được con Jelly Axolotl. Có vẻ như là cái con Jelly Axolotl này là chúng ta phải dùng cái bình Jelly thật các bạn ạ. Chúng ta phải dùng cái bình Jelly God Potion nào ấy. Nhưng mà mình nghĩ chắc là dùng cái bình đấy dễ trúng lắm. Tại vì là nó phải dễ trúng. Ô, tôi trúng được con pet ẩn này. Thế là cái bình Jelly Axolotl kia chỉ là để chúng ta dễ dàng trúng hơn thôi, chứ không phải là để bắt buộc phải có đâu. Chúng ta vẫn trúng được con pet khác thuộc cái dòng Jelly này. Chúng ta trúng được cái Jelly Coin các bạn ạ. Đéo biết nó nằm ở đâu luôn. À đây. Nó là con pet ẩn. Ui, nó chỉ có 198 con thôi. Và cái pet ẩn này còn hiếm hơn cả cái con Hue Jelly Axolotl các bạn ạ. Hiếm hơn nha. Con Jelly Axolotl
con hưu ấy được 417 con rồi. Trong khi đấy con pet ẩn này bây giờ nó mới chỉ có mỗi 200 con. Wow, để biết là có cập nhật hay không nhưng mà nó hiếm hơn các bạn ạ. Đâu để mình thử tháo thử pet ra để mình xem thử xem cái con này trông nó như nào nhá. Tháo ra thôi, xong một lát nữa tôi phải để vào các bạn ơi. Ôi được, con pet trông đần vậy. Nó là cái đồng dây đi coi à? Đéo hiểu pet ẩn này có cái giá trị gì luôn các bạn ạ. Chắc chỉ mang giá trị sưu tầm thôi. Chứ cái hiệu ứng của nó này trông má mày nó lỏ cạch không. Trông bây giờ thì tôi thử để cho hai con pet ẩn nữa vào nhá. Mấy con pet ẩn trông nó đều lỏ như nhau các bạn ạ. Và mấy con pet ẩn này nó sẽ bút 30% lucky cho các bạn nhá. Nó sẽ giống với mấy con gọi là quả chuối với cả con dưa hấu với cả con bí ngô thôi. Nó đều chỉ bút đó là 30% thôi các bạn ạ. Nó sẽ thua với cả cái lượng bút mà chúng ta có được từ con hưu. Nhưng mà thôi, nói chung là nó có bút như pet ẩn là ngon rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lại cầm lại một đôi hưu. Bởi vì là chúng ta cần phải có hưu để bút cái lucky của chúng ta các bạn ạ. Mình sẽ dùng nốt gọi là mấy bình gold potion nữa nha. Xong rồi chúng ta dùng thử bình jelly nha. Một con inferno. Má mày, đúng là cuối tuần có khác các bạn ạ. Đúng là gold potion chỉ được nên xả vào cuối tuần các bạn ơi. Khi mà cuối tuần chúng ta có double luck, x2 luck cuối tuần rồi là cộng thêm với cả là 512 luck của mình bút vào nữa. Phải gọi là cháy xong mẹ nó sườn luôn các bạn ạ. Ra pet hưu nó phải gọi là thường xuyên luôn, liên tùng tục luôn. Wow, chúng ta có hưu inferno. À, cái này là đến từ cái hưu hunter các bạn ơi. Nó có hiện hẳn chữ hưu hunter lên kìa. Tức là mình có cái game pass hưu hunter nên bây giờ nó dễ ra hưu hơn các bạn ạ. Và nó, những cái con nào mà ra được từ cái game pass đấy thì nó sẽ hiện chữ hưu hunter lên các bạn ạ. Chắc là thế, tại vì mình vừa thấy con này hiện chữ hưu hunter. Thế thì bây giờ nhìn chung là hưu sẽ bị giảm giá đi khá là nhiều đấy các bạn ạ. Tại vì là chúng ta có thêm một cái game pass để săn hưu nên là nó sẽ dễ ra hưu hơn. Ôi dễ ra thật, thật sự dễ ra luôn. Wow, nãy giờ tôi sưu tầm con Shiba, con Nightmare Corgi, con Inferno, con Hưu Dragon luôn rồi. Tôi gần sưu tầm hết con mẹ dòng hưu luôn, trừ mấy cái con bị limited luôn các bạn ạ. Wow, một con hưu Nightmare Corgi đến từ hưu hunter. What the heck, cái game pass này nó có vẻ như là nó hơi OP nhở. Cái game pass này có vẻ hơi OP ta. Mà bây giờ cái bút của mình nhiều quá, mình còn đéo nhìn thấy là cái số lượng gold potion của mình còn là bao nhiêu nữa các bạn ạ. Cái bút của tôi nó nhiều đến cái mức mà bây giờ cái thuốc của tôi nó chạy kín hết màn hình luôn này. Đây này, nó bị tiền che lên này các bạn. Khó nhìn vậy đái luôn. Ok, và bây giờ đã đến lúc rồi. Các bạn để lại cho mình xin một like và đăng ký đi để chúng ta kiếm thật là nhiều con Jelly để giveaway cho các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bú 10 bình Jelly gold potion. Mình muốn thử xem là chết mẹ rồi, tôi mới nhầm nút roll bro ơi. Ủa, mà sao nó là Jelly Gold Potion đấy? Nó là Gold Potion mà tại sao nó chỉ ra con 25 triệu vậy? Mình đang muốn thử xem là cái bình Jelly Gold Potion và bình Gold Potion nó có cộng dồn với nhau không? Kiểu như là nó có stack hai bình với nhau không các bạn ạ? Ok, sau cú roll này chúng ta sẽ cùng xem thử để xem là chúng ta có trừ cái bình Gold Potion đi không các bạn nhá? Hay là nó sẽ trừ bình Jelly? Nói chung là nó sẽ ưu tiên cái gì? Wow, chúng ta trúng được con Jelly Monkey. Nhưng mà trông có vẻ không hiếm lắm nhỉ? Tại vì cái con này mình còn vừa roll bình thường mà nó còn ra. À, như vậy là Gold Potion và cái Jelly Potion nó đéo liên quan đến nhau nha các bạn nhá. Và nó cũng đéo đi cùng nhau luôn. Nói chung là cái bình Jelly này là đi một bình các bạn ơi. Và nó có tỷ lệ trúng được cả mấy con 25 triệu các bạn ạ. Tức là nếu như đéo có cutscene là chúng ta cũng phải chịu. Chứ nó không 100% có cutscene như kiểu là cái bình Gold Potion các bạn ơi. Nói chung là có vẻ cái bình này hơi lỏ nhỉ? Tại chỉ tại vì nó mới thôi. Chứ còn để mà nói là nó xịn thì chắc chắn là không rồi các bạn ơi. Gold Potion nó còn toàn ra mấy con mấy trăm triệu. Bây giờ cái bình Jelly nó chỉ ra được mấy cái con 500 triệu hoặc là 100 triệu. Tức là nó chỉ ra được mấy con thuộc dòng Jelly thôi sao ấy. Nó không ra được con khác các bạn ơi. Đây này, chúng ta ra con Jelly Dragon này, chúng ta ra con Jelly Monkey. Nói chung là ra toàn mấy con dòng Jelly, chứ không có ra cái con bình thường các bạn ạ. Thế thì lỏ vãi. Thế thì chúng ta chủ yếu là để săn cái con Hugh Jelly Axolot này hả? Là cái bình này nó có giá trị ngang với cái bình gọi là Gold Potion mà chỉ có tác dụng vậy thôi à? Và thậm chí là nó còn đéo ra được cutscene luôn. Nãy giờ mình tốn 3 bình, gần như là 3 bình mà chúng ta chỉ ra được mấy cái con lỏ các bạn ạ. Mà cái bình gọi là Jelly này làm sao mà kiếm được từ mấy cái dương này đúng không các bạn? Mình nghĩ là nó không kiếm được từ cái dương Secret. Mình sẽ qua đây xem thử nha. Đâu để xem nào. Hình như là cái Jelly này không kiếm được từ cái dương này các bạn ơi. Ít nhất là Gold Potion nó còn kiếm được từ cái dương này. Còn cái bình Jelly này chỉ có kiếm được thông qua ấy thôi. Chỉ có kiếm được thông qua gọi là mua Robux thôi các bạn ạ. Thế thì nó vừa tốn Robux mà nó lại còn vừa không ngon. Đấy,
Vãi cả nồi ạ, nãy giờ là mình bị 3 phát không có cutscene rồi. Vãi cả trưởng ạ, cái bình nó phế đấy nhở. Mình đã uống mấy cái thuốc lắc liếc các thứ đầy đủ rồi mà ta. Mấy cái bình thuốc jelly khác thì nhận được này các bạn ạ. Nhưng mà jelly God Potion thì không các bạn ơi. Nó có tỷ lệ, bây giờ nó sẽ nhận được cả mấy cái bình liên quan đến jelly khi mà chúng ta nâng mấy cái upgrade lên. Nhưng mà chúng ta không thấy bình jelly God ở đâu nha các bạn nhá. Như vậy là hiện tại là bình jelly God tôi chỉ nghĩ được ra mỗi một cách, đó là dùng gọi là Robux thôi. Mà nó ra toàn con 25 triệu. Chắc lỗi mẹ gì rồi, có lẽ tao nên out game ra vào lại. Ê nhưng mà out game ra vào lại nó có nuốt mẹ cái lượt run đầu tiên không? Nó có nuốt lượt run đầu tiên và nó lấy mất cái bình jelly God Potion của mình tiếp không các bạn? Tại vì là hình như là cái phát run đầu tiên này nó đéo tính. À đây nó tính các bạn ơi. Nó tính như các lượt run khác luôn. Nó gọi là cũng vẫn tính cái bình God Potion và tính cả mấy cái xuất sắc luôn, chắc thế các bạn ạ. Hy vọng là sẽ tính chứ nó không tính là chết tôi. Nhưng mà cutscene toàn của con 100 triệu với 500 triệu này. Vãi cả trưởng ạ. À, nhưng mà mình nghĩ là cái bình jelly này nó giống như kiểu là một cái bình đi phụ đạo cho bình God Potion các bạn ạ. Chứ còn có nghĩa là nhá, có nghĩa là God Potion vẫn sẽ đôn ra được cái con jelly các bạn ạ. Tức là cái con Hue Jelly Axolotl đấy nó sẽ ra được bằng cả hai loại bình là jelly God Potion và God Potion. Thì điều đấy chứng tỏ là lý do tại sao mà có rất là nhiều người trúng cái con đấy là bởi vì người ta dùng God Potion các bạn ơi. Chứ cái bình jelly này tôi không nghĩ là nhiều người ta lại bỏ tiền ra để mà người ta lấy để người ta roll đâu các bạn ạ. Tại vì nãy tôi thấy hơi lỏ nha, ra toàn con 100 triệu thôi. Con 500 triệu mà mới chỉ ra được có một con. Nãy giờ là dùng bình God Potion mà ra được có một con các bạn ạ. Còn con Hue là không thấy đâu luôn rồi. Ấy, ra toàn 25 triệu 100 triệu này. Má cái bình tưởng ngon như nào, bình lỏ như quần què vậy. Nào, ra một con Hue dựa Jelly Axolotl để chứng minh là mình không lỏ. Ơ, có vẻ như là đúng rồi. À đây rồi, cutscene của con Hue Jelly Axolotl, bình cuối cùng của mình. Rất là nhiều con jelly khác đã rơi xuống để gọi ra một quả trứng nó gọi là ba màu à. Ba màu hay bảy màu vậy? Mẹ quả trứng LGBT à. Và chúng ta sẽ trúng được đó là con Hue Jelly Axolotl đầu tiên. Yeah. Và đó là con thứ bao nhiêu của server ạ? Tôi muốn xem nó là con thứ bao nhiêu của server ạ. Nó là con từ 491 của server. Con này nó sẽ có chức năng là gì đây? Come with a loot bag inside 50%. À như vậy roll ra con này sẽ có tỷ lệ rơi ra cái loot bag. Nhưng mà cái loot bag là cái gì? Là kiểu như là nhận được quả. Mà thực ra là 50% hình như là 50% đấy, hình như tôi không dính rồi thì phải các bạn ạ. Hình như là tôi bị xịt cái quả 50% này rồi sao ấy. Khi mà yeah, khi mà chúng ta thể thấy đó là cái loot bag là tôi đều thấy nó là cái nào cả. Và tôi mất hết mẹ 10 bình jelly God Potion nói. Ra được đúng một con. Sao trông nó cứ hơi lỏ lỏ sao nhỉ? Bro có bị bro có hơi một chút scam gì đấy không bro ơi? Chả biết là cái bình jelly God Potion nó có thể ra được bằng cách nào khác, kiểu như là mua ở mấy cái merchant các thứ này không. Đến lúc là mình sẽ mua mấy cái bình đấy sau các bạn ạ, chứ mua nhiều bằng Robux phí lắm các bạn ơi. Mà thay vào đấy bây giờ chúng ta nên chinh phục mấy con pet khác, như kiểu là con kể cả con jelly đấy hoặc là những con pet khác shiny, bằng cách là chúng ta gọi là tôi bấm nhầm vào cái cutscene, bằng cách là chúng ta dùng bình God Potion thường các bạn ạ. Cái con này chúng ta cũng đã sở hữu rồi này và chúng ta đã xem được cutscene của nó rồi, chỉ là chúng ta không sở hữu shiny thôi. Ui shiny nó đã có 6 con rồi cả, sao trông có vẻ như là cái con này nó không hiếm như tôi nghĩ nhỉ. Rồi mình sẽ xả thêm khoảng tầm 10.000 Robux đấy nhá. Bây giờ thì gần như là phát nào chúng ta cũng sẽ mua được cái bình đấy các bạn ạ. Lý do là bởi vì là ban đầu chúng ta chỉ cần tốn tiền để chúng ta đến được cái mức này thôi các bạn ạ. Mấy cái bình God Potion về nó rất dễ để sở hữu, nó chỉ khó để chúng ta tiếp cận khi mà chúng ta sẽ cần rất là nhiều Robux, khoảng tầm gần 10.000 để chúng ta có thể nâng được cái bình cái gói Forever Backpack lên đến cái mức độ này. Còn khi mà chúng ta lên đến cái mức này rồi thì các bạn thể thấy đó là mua cứ 2.400 Robux là gần như chắc chắn chúng ta được 3 bình. Nói chung là một bình nó sẽ có giá trị tương đương với khoảng 800 Robux các bạn ạ. Tính xem ra là như vậy. Lâu lâu thì chúng ta sẽ bị đen, lâu lâu chúng ta sẽ không trúng, và lâu lâu chúng ta sẽ gọi là trúng nhiều bình hơn. Tức là chúng ta sẽ trúng cả God Potion và Jelly God Potion. Thế nên là cũng không tính được giá nó như nào. Nhưng mà về cơ bản thì nó xem là lần nào ta sẽ được 3 bình các bạn ạ. Nhưng mà trúng cái bình Jelly God Potion hơi nhiều nhá. Mặc dù là đồng ý là em đang thiếu, nhưng mà anh cho em hơi nhiều mà anh không cho em God Potion em thấy nó không ok lắm đâu. Mình cứ uống cả hai loại bình vào nhá các bạn nhá. Và cái bình này nó có vẻ như nó làm máy của chúng ta bị lag hay sao các bạn ạ. Khi mà bấm đôn xong cái là tôi thấy game của tôi như nó đứng im một lúc ấy. Rồi ok, chúng ta lại trúng được mấy con lỏ kẹt 100 triệu hoặc là con 25 triệu rồi. Mình nghĩ là cutscene này là cổ con 100 triệu các bạn ơi. Thề, cái bình God Potion thì nó không ok đâu các bạn ạ.
mấy con 100 triệu này nó dễ trúng lắm. Thực ra là quay bình thường nó cũng trúng luôn đấy. Chứ là mình thấy nó hơi hơi lỏ. Ok, mình sẽ roll thử cho các bạn thêm hơn chục bình jelly này nữa để xem là chúng ta sẽ ra được thêm con Hugh Jelly Cosmic Axolotl. À nhầm, con Hugh Jelly Axolotl nào không nhá. Con này nhìn chung có vẻ như là không hiếm những con Cosmic đâu các bạn ạ. Không bằng con 5 tỷ đâu. Update này là hơi hút máu một tí khi mà chúng ta tự dưng có thêm một cái bình Code Potion nữa. Mà nó giá trị của nó không cao các bạn ạ. Giá trị của nó chỉ dùng để roll con này thôi. Mà cái con này thì mình thấy nó đẹp, nó cũng ở tầm cỡ bình thường. Được cái là nó màu xanh da trời các bạn ạ. Và nó cũng sẽ bút cái lắc giống như mấy con hưu khác thôi. Mình đánh giá là sao nhở, kiểu như là nó không đáng giá lắm ấy. Nó không đến cái mức để mà các bạn phải hy sinh Robux để mà mua cái bình Jelly God Motion này. Mình nghĩ là sắp tới cái con này nó limited thì nó mới có giá trị. Tại vì mấy cái sự kiện này thường nó sẽ chỉ có tác dụng trong một tuần. Thì khả năng là một tuần nữa cái con này nó sẽ limited. Thì nó sẽ hiếm như cái con Hugh God Fake. Còn lại ngoài ra thì nó chả có tác dụng gì nữa cả các bạn ạ. À nhưng mà ở trên trang chủ của cái PetGo ấy các bạn, thì nó có một vài những cái dòng thông tin nha. Đó là khi mà chúng ta zone ra cái con Hugh Jelly này, nó sẽ có thêm tỷ lệ để nhận được những cái thứ này này. Như kiểu là Enchant Book này, xong rồi Critical Chest này, xong rồi Pleasant này, xong rồi Pinata này. Mình không biết mấy cái Pinata các thứ này nó là cái gì các bạn ạ. Nói chung là muốn biết mấy cái đó thì chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đó là chúng ta bú cái bình Jelly God Motion vào và chúng ta roll. Nếu như chúng được con Hugh đến một lần nữa thì chúng ta có thể là sẽ có tỷ lệ nhìn thấy. Chứ vừa nãy là tôi trúng, hình như là tôi trúng một con pet không rồi. Mà game như kiểu là nhiều người roll cùng một lúc quá hay sao các bạn ạ. Xong rồi tôi cũng dùng nhiều God Potion quá hay sao ấy. Game nó lag vãi đái luôn, mỗi lần bấm roll cái là game của mình nó như bị đơ một cái các bạn ạ. Đấy, mỗi lần bấm roll nó như kiểu nó bị đơ một cái luôn. Thề, ui dồi ôi, mình trúng một con pet ẩn thế này. Là hiếm chưa? Thế là pet ẩn hiếm dữ chưa? Ra hơi dễ à. Và ngoài ra nữa là anh Giai ơi. Anh Giai có thấy là vấn đề là có gì sai không? Sao con pet ẩn này nó bút lắc ít hơn cái con gọi là Hugh Jelly Axolotl? Mà tại sao nó lại thay thế vào con Jelly này? Đúng ra cái giá trị nó phải cao hơn nếu mới thay thế vào chứ. Mà sao người ta trúng nhiều nhỉ? Người ta trúng nhiều vậy, trong khi đấy thì mình quay nãy giờ còn không được cutscene các bạn ạ. Nãy giờ 4-5 bình liên tục rồi mình không được một cái cutscene nào. Trong khi mình bút lắc các kiểu rất là nhiều rồi. Cảm giác như kiểu là cái update này nó cứ kiểu sai ở đâu ấy. Mà nói chung là mấy anh cha admin làm cái game này cũng giỏi làm scam lắm các bạn ạ. Mấy anh Giai này khả năng là nếu mà mấy anh này không làm game thì mấy anh nên đi làm scam. Rồi chúng ta trúng thêm một con Jelly Monkey. Thứ nhất là mấy anh đừng đi làm game, tại vì là em thấy mấy anh làm game hơi lag. Update xong mà mẹ quay roll pet nó cứ giật luôn tùng tục. Và thứ hai nữa là mấy anh nên đi làm scam đi chứ đừng có bán thuốc ở trong game nữa. Em thấy nó cứ bịp. Đấy, bình thuốc 3-4 bình không ra cutscene. Mà có ra cutscene thì cũng chỉ ra con 100 triệu với cùng lắm là 500 triệu. Không ra con Hugh. Rồi là God Potion mới giữ chưa? Chắc chắn là nó không thể giá trị được bằng cái bình God Potion xịn rồi. Nhưng mà nó dễ ra con Hugh gọi là Jelly hơn các bạn ạ. Chúng ta lại ra thêm một con nữa rồi. Ngon. Tôi sẽ giveaway một con nha các bạn nhá. Các bạn comment tên đây. Các bạn đừng quên để lại một like và comment tên Roblox các bạn đi. Và đừng quên là bọn mình bán game ở tại hungakeatalet.net nha các bạn nha. Nói chung là các bạn hãy tìm kiếm tất cả mọi thứ có mình liên quan đến mình ở phần game comment nha. Mình để ở game comment các bạn ạ. Rồi, chúng ta trúng một con Hugh Jelly Axolotl. Và chúng ta có cái gì đi kèm không nhở? Chúng ta có cái gì đi kèm không nhở? Từ từ đã, trước tiên là tôi sẽ roll nốt phát này đã. Tại vì tôi bật lớp auto roll các bạn ạ. Ok, phát này ta không trúng cái bỏ mẹ gì rồi. Để mình đoán nhá, nó sẽ là con 100 triệu các bạn ạ. Nó sẽ là con 100 triệu. À nó là con 500 triệu à? Ok, hơi sai một tí. Mà nó bảo là 50% tỷ lệ ra cùng với cái gói quà. Mà tôi có thấy cái gói quà nào đâu. Đây này. Con này. À, con này nó ghi này: Jelly come with a enchant book inside, tỷ lệ 20%. À, Tức là cái con này nó sẽ bên trong nó sẽ có một cái thứ các bạn ạ. À rồi, mình hiểu các bạn ơi. Không phải là tỷ lệ nó ra, mà là con pet này nó sẽ có tỷ lệ mang theo một thứ bên trong người các bạn ạ. Đây, ví dụ như con Axolotl này của mình là 20%, tức là nó có bên trong nó có một cái cuốn gọi là cuốn sách enchant các bạn ạ. Đó, còn cái con 50% này nó sẽ là cái loot bag. À rồi, hiểu. Tức là nó bên trong lõi của cái con Hugh Jelly này sẽ thay đổi dựa trên vận may của các bạn.
Các bạn hiểu chưa? Tức là nó khác nhau ở cái lõi các bạn ạ. Thì mình trúng được một con 50% và một con 20% rồi. Và chúng ta sẽ còn những cái loại con khác nữa, như kiểu là có dương pha lê này, có quà này, có con Pinata này. Như vậy là con Pinata sẽ là hiếm nhất. Ngoài việc là nó là con 1.5 tỷ ra thì nó còn có tỷ lệ là có 5% xuất hiện cái con Pinata ở bên trong thôi. Mà Pinata nó là cái con mẹ gì cả. À ok các bạn ơi, mình vừa đi tìm hiểu rồi. Pinata là ngựa 7 màu nhá các bạn nhá. Kiểu như là con ngựa này này, con ngựa kỳ lân có gọi là có sừng các bạn ạ. Ngựa kỳ lân 1 sừng. Wow. Như vậy là cái con Hugh Absolute mà hiếm nhất ở trong chợ game này trong thời điểm hiện tại, nó sẽ có một con ngựa 1 sừng ở bên trong nó à. Wow. Thật sự là mình muốn nhìn thấy nó đấy các bạn ạ. Mình thật sự muốn nhìn thấy nó đấy. Nhưng mà bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ roll cái đống God Potion mà chúng ta đã uống vào đây đã. Chúng ta còn 10 bình các bạn ạ. Mẹ nó lag, nó khó nhìn. À nhầm, nó bị che hết, khó nhìn vãi đái luôn. Mà các bạn biết là điều là gì không? Đó là cái bình God Potion thường không lag, nhưng mà cái bình Jelly God Potion nó bị lag các bạn ạ. Đấy, các bạn thể để ý là bây giờ mình roll God Potion nó đâu có lag đâu. Nó vẫn ra được có 100 triệu này, các bạn thấy không? Đó. Chủ yếu là cái bình Jelly God Potion chỉ để roll lấy cái con Hugh thôi. Chứ còn nếu như mà để roll những con khác thì chúng ta vẫn là God Potion có giá trị hơn nha. Tại vì là God Potion nó vừa ra được thêm những con Hugh khác. Ngoài con Absolute đấy, nó lại còn vừa ra được cả mấy cái con Jelly bình thường luôn. Vẫn ra được mà. Đây, vẫn ra con Jelly Monkey vô tư này. Đó. God Potion vẫn ra vô tư. Thế tính ra là tính ra là cái bình Jelly đúng là bị phế các bạn ạ. Thế thì bình đấy mình nghĩ là giá trị nó không cao đâu. Mặc dù là nó hiếm đấy nhưng mà giá trị nó không cao đâu. Nó chỉ dành cho ông nào mà muốn săn cái con Hugh Jelly thôi. Chứ mấy con khác thì dùng God Potion vẫn ngon các bạn ạ. Mà cái này các update nó hay ở một cái đó là nó không chia ra hai loại trứng các bạn ạ. Cái update trước là nó sẽ chia ra một cái loại trứng, nó gọi là trứng Halloween. Thì khi mà dùng cái đấy chúng ta sẽ chỉ zone ra cái pet Halloween thôi. Nhưng mà sau update này thì chúng ta dùng chung một loại trứng, vẫn là trứng thường. Thế nên là mình vừa roll ra pet thường lại còn vừa roll ra cả mấy con pet ở trong cái dòng Jelly vậy luôn. Chúng ta có game Bad Hugh Hunter rồi mà đúng không? Nào để xem là cuối tuần với việc là được boost XI Luck và mình có gọi là cũng boost xương xương thêm 512 lần, gấp 512 lần tỷ lệ lucky thông qua cái Robux, thì chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta sẽ săn được bao nhiêu con Hugh nha các bạn nha. Nãy giờ mình cũng chả đếm số lượng Hugh nhưng mà well, chúng ta cũng gần như là đủ tất cả các loại Hugh ở trong cái tựa game đến nơi rồi. Chỉ còn thiếu mỗi con Cosmic Absolute nữa thôi là chúng ta đủ mẹ rồi hay sao các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ xem ra là liệu chúng ta có săn được ra con Shiny không nhá các bạn nhá. Tại vì tăng tỷ lệ săn ra con Hugh tức đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ trúng nhiều Hugh hơn. Mà chúng ta trúng nhiều Hugh hơn thì chúng ta sẽ có tỷ lệ nhiều trúng Shiny hơn. Đúng là như vậy. Thế nên là tôi nghĩ là khả năng là ngày hôm nay đến lúc để mà tôi nổ hũ liên tăng tăng Hugh và chúng ta nổ hũ liên tăng tăng với con Shiny rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ gọi là tua nhanh. Và tôi sẽ chỉ... Ủa? Sao nó cứ tự trang bị mấy con pet cùi này vậy? Sao nó tự trang bị đè vào trong mấy con Hugh của tôi vậy? Hay là do tôi quên trang bị vậy? À, do tôi quên trang bị mấy con pet vào. Cái đệt mẹ. Vãi cả đồi ạ. Nãy giờ tôi bị thọt lắc bởi vì là tôi quên trang bị mấy con Hugh các bạn ạ. God damn it. Tôi trang bị vào cái ra con Hugh luôn này. Đấy, tôi bảo mà. Tôi trang bị mấy con Hugh ạ. Ôi đấy. Không dùng Jelly God Potion vẫn ra con Hugh Jelly luôn. Vẫn ra con Hugh Jelly bình thường các bạn nha. Vô tư. Về cơ bản là cái bình Jelly nó giống như là một cái bình thêm vào để hỗ trợ thêm cái bình God Potion. Chứ nói thật là God Potion vẫn ngon. God Potion vẫn 10 điểm, God Potion mãi đỉnh. Tôi gom God Potion là vì thế các bạn ạ. Oh, con này là con có cái các bạn ơi. Con này là con có cái quyển sách bên trong và nó có chữ Hugh Hunter kìa. Nó có chữ Hugh Hunter các bạn ơi. Con này nó sẽ có cái Enchant Book ở bên trong. Đó các bạn. Nó sẽ ghi là có cái gì bên trong này. Con này là có cái Enchant Book ở bên trong. Yeah, yeah, ok, ok. Và bây giờ mình sẽ cắn 50 bình God Potion nhá. Các bạn để lại cho mình một tràng vỗ tay được không ạ? Vỗ tay nào các em, vỗ tay. Và bây giờ chúng ta sẽ bật auto roll để xem chúng ta sẽ thu phục được bao nhiêu con Hugh nha các bạn nha. Với cái game Bad Hugh Hunter này thì Hugh nó nổ hũ liên tục. Chúng ta lại ra. Vai cả trưởng. Ra tiếp một con Hugh Jelly nữa các bạn ơi. Thật sự là tôi cần phải give away mấy con Hugh Jelly đi rồi. Các bạn muốn phép bơi đúng không? Comment tên Raw Vlog của các bạn và kèm theo là hãy like cho mình. Thậm chí là bây giờ Hogakia sẽ săn tìm một con Shiny Hugh Jelly Absolute luôn các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ săn được vào ngày hôm nay. Ui, chúng hai con Hugh. Wow. Hugh Dragon và Hugh Jelly trong cùng một lần roll. Lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm cảm giác nổ hai con Hugh trong cùng một lần roll. Lại Hugh. Lại Inferno. 1.8 tỷ.
Wow, thật sự luôn là hưu bây giờ nó thành mớ rau ngoài chợ rồi. Các bạn ạ, chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ còn điên khùng hơn nữa đấy. Chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều thứ nó gọi là vi mô, nó gọi là kinh khủng hơn nữa. Khi mà bây giờ đây tôi đã có một cái... Ui, trúng một con Zeli ở bên trong luôn. Chúng ta trúng gì ạ? Chúng ta trúng một con Inferno, chúng ta trúng cả một con hưu Zeli. Hai, như vậy là bốn con hưu. Ôi, lại trúng hưu tiếp. What the heck? Nightmare có ghi. Như vậy nãy giờ chúng ta trúng 5 con hưu liên tục. Không, rất có thể là con thứ 6. Rất có thể lần này nó cũng lại là một cú gọi là một cú nhân đôi các bạn ạ. Một cú double. Nãy giờ tôi trúng gọi là nhiều hưu vãi. Ui, con này là đến từ game Bad Hưu Hunter các bạn ạ. Như vậy là chúng ta trúng hưu Inferno. Chúng ta trúng gọi là hưu Zeli. Và con hưu Zeli vừa nãy mình trúng nó là con mang một cái hộp quà bên trong các bạn ạ. Thì nó chỉ là con có tỷ lệ 50% thôi, không sao cả. Nói chung là chúng được gấp đôi nên là còn gì tội vui các bạn ơi. Quá nhiều hưu Zeli cho một cuộc tình. Mà thậm chí là chúng ta không cần cái bình Zeli God Potion. Thế thì cái bình Zeli God Potion có cái ý nghĩa gì? Khi mà bây giờ đây God Potion đưa chúng ta lên các vì sao. Xịt rồi các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì editor hãy skip cho tôi những cái phát mà tôi xịt hưu nha. Chúng ta chỉ để lại những cái phát nổ hưu thôi. Chúng ta chủ yếu là săn tìm thật là nhiều hưu ở trong cái video này. Và chúng ta sẽ săn tìm cả con shiny là thôi, chứ còn mấy cái khác không quan trọng. Trước tiên là để mình đếm xem là mình có thêm bao nhiêu con hưu nha các bạn nhá. Chúng ta có thêm 2 con Inferno này. Chúng ta có 5 con Zeli, tức là 7 con. Chúng ta có 2 con Corgi, 9 con. Chúng ta có 2 con rồng, 11 con. Chúng ta có 1 con Shiba, 12 con hưu. Như vậy là mình vừa trúng được thêm 12 con hưu ở trong video này. Ok, bây giờ ta sẽ cùng đếm số lượng hưu để xem là trong cái video này chúng ta săn được bao nhiêu con hưu nha các bạn nha. Thật sự là quỷ dữ luôn. Đấy rồi, con hưu tiếp theo của chúng ta. Sau khoảng 7-8 bình không ra con hưu nào thì bây giờ tôi lại làm thêm con hưu nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ hy vọng nó là con shiny thôi. Chứ có 5 tỷ ra thì nó là 5 tỷ thường cũng được. Còn những con hưu khác bây giờ tôi đã quá nhiều rồi. Về cơ bản bây giờ chúng đem đi bán làm game cũng được. Nhưng mà mình cũng chủ yếu là để gọi là làm video cống hiến cho các bạn và để giveaway cho các bạn thôi. Ui, đất con mẹ, hai con đều từ cái hưu hunter luôn. God damn it. Cái game pass này nó phải gọi là nó OP vãi trưởng các bạn ạ. Kể từ lúc mà nó ra cái game pass gọi là Hill Hunter này là bắt đầu mình liên tùng tục mình trúng được hill. Mà kiểu trúng hai con ấy, không phải là trúng một con nữa các bạn ạ. Cái game pass này quá là OP luôn. Các bạn cần phải mua cái game pass Hill Hunter này nếu như các bạn muốn dễ ra hill các bạn ạ. Mà các bạn biết gì không? Nếu như mà các bạn muốn mua Robux ấy thì đừng quên nó là cái ngay hungacarolet.net các bạn nhá. Bọn mình cũng bán cả Robux luôn. Hoặc là các bạn có thể vào hungacarolet.com mua Robux được. Nói chung là các bạn thấy thích bên nào thì các bạn mua. Nói chung là mình có bán Robux nha. Các bạn có thể gọi là mua để mua giá rẻ để chuyển vào nick. Xong rồi là sau khi có Robux thì các bạn nên mua cái game pass Hill Hunter này đi. Tôi thấy cái game pass này nó hơi OP, hơi pay to win một tí. Bạn nào mà có sen thì nên pay to win các bạn ạ. Mẹ có quả này xong cái cháy sườn luôn. Ui, hai con mặt trời luôn này. Trông đẹp thật sự. Đấy ơi, một con hưu các bạn ơi. Let's go. Một con hưu nữa. Tôi nhận được dấu hiệu rồi các bạn ạ. Ok, đó là một con rồng các bạn ơi. Con rồng này bây giờ nó có thêm âm thanh. Hiệu ứng nó thì trông hơi khác một tí nhưng mà với cơ bản nó vẫn thế. Chúng ta sẽ cùng lấy một con shiny hưu dragon nha. Dù con rồng này nó cũng rất là đẹp. Mặc dù nó không còn là pet mới nữa nhưng mà tôi thấy nó rất là đẹp và tôi rất là thích nó. Chỉ mỗi cái là nó phản bội tôi hơi nhiều vì việc là nó ra nhưng mà nó không ra con shiny thôi. Các bạn gọi là mà muốn gọi là mình giveaway mấy con hưu này và mấy con pet mấy trăm triệu thì các bạn có thể đón xem livestream của mình nhá các bạn nhá. Vào tối mai lúc gọi là tối thứ bảy thì mình sẽ gọi là cố gắng lên làm một tí livestream với các bạn để giao hữu sau update mới của PetGo các bạn nhá. Với cả là tranh thủ cuối tuần thì nó bút lắc thì chúng ta lên livestream tí xả tí God Potion cho nó cháy sườn các bạn ạ. Tôi sẽ mua thêm game để mua thêm God Potion để gọi là nổ hũ thật là nhiều hưu pet các bạn. Tôi sẽ là người trở thành người đầu tiên ở tại Việt Nam gọi là sở hữu tất cả những con pet như kiểu bao gồm cả shiny, bao gồm cả hưu. Tôi như là người đầu tiên sở hữu tất cả mấy con hưu rồi, rất là nhiều rồi. Thì bây giờ tôi sẽ trở thành người đầu tiên sở hữu tất cả shiny hưu, mà shiny là tự quay nhá.
không tính như con shiny mua nha, tôi không bao giờ tính với con mua các bạn ạ. Đấy, nay ra lại ba bình nữa không ra con hưu nào rồi. Có vẻ như là dễ ra thì dễ ra, chứ lâu lâu nó cũng mới ra một lần nữa các bạn, không phải là lúc nào cũng ra đâu, cũng không lạm phát đến nỗi. Với cả nãy giờ tôi xả bao nhiêu bình gold potion đấy các bạn đâu có biết đâu. Chúng ta trúng hai con pet ẩn, trong đấy có một con jelly coin và một quả chuối. Wow, không trúng hai hưu thì nó trúng một con, à hai con pet ẩn các bạn ạ. Let's go bro, bắt đầu trúng hưu này. Cái đẹp mẹ, sao tao thấy tối lâu lắm mà. Khả năng là trúng pet ẩn tiếp các bạn ạ, tại vì mình thấy nó tối lâu lắm các bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy. Đéo, hóa ra nó lừa tôi. Một con hưu tiếp theo. Trời ơi, Inferno nữa. Nãy tao vừa trúng hai con Inferno luôn rồi ạ. Này, có khi nào ngày đẹp giờ ở đấy mình trúng một phát được hẳn 5 con hưu không nhỉ? Tức là một lần chúng ta đôn được ra 5 con pet đúng không? Cái 5 con đều là hưu. Xong cái ở giữa có một con là shiny. Nghĩ đến cái kịch bản ngày đấy đẹp như summer vậy. Ngày hôm đấy chắc chúng tôi cũng phải ngang trúng Việt lót các bạn ạ. Lại là hưu Hunter à? Mẹ sao cái game pass hưu Hunter này nó cho tôi trúng con hưu liên tục vậy? Lạm phát thế. Nãy giờ đi gần chục bình God Potion mà không ra con hưu nào nữa rồi nhá. Hưu Hunter là có vẻ như là bắt đầu nó hơi bịp ở đây. Ông vừa nói xong, vừa mới chê nó bịp xong. Ồ, thề tôi ước gì nó tối màn hình như này nó là một con 5 tỷ. Nhưng mà nó tối màn hình như này nó là con 1 tỷ 5 rồi, tôi không vui lắm các bạn ạ. Sao ngày xưa tôi thích cái con hưu này mẹ có ghi lắm mà sao giờ tôi trông nó tôi thấy nó ngứa mắt thế nhở. Thật sự là trông nó ngứa mắt luôn đấy các bạn ạ. Lại còn chữ Hưu Hunter nữa. Ý là mày ám chỉ là tao đen đó nè. Ý là mày ám chỉ là nếu như nếu có cái game phát đấy thì là tao không quay ra con đấy đâu gì. Mày nghĩ thế đúng không? Nhưng mà không. Với 20 mình God Potion nữa, chỉ cần các bạn fan để lại cho tao một like thôi, tao sẽ cho chúng mày biết ai mới là vua pet go ở tại Việt Nam. Đã đến lúc rồi các bạn ạ. Tôi bật auto roll đây. Tôi không tự tay roll 19 mình này nữa. Tôi sẽ làm ra một siêu phẩm. Một con 5 tỷ shiny ở trong khoảnh khắc này, hoặc là một con jelly 5 tỷ, à một con gọi là Hugh Jelly Absolute Shiny. Các bạn hãy cho mình một like đi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi lên các vì sao. Trước tiên là làm một con Hugh đã. Hugh gì đây? 5 tỷ. Vừa nói xong. Nói gì đi các em? Còn nói gì nữa tầm này á? Tầm này xem cutscene và vỗ tay các em ạ. Anh đánh giá là anh đúng kiểu mẹ mày thần nhân phẩm rồi. Nói gì ra nấy, bảo là ra con 5 tỷ, cái nó ra con 5 tỷ thật chứ không phải là con hưu khác. Mẹ nhưng mà thôi vỗ tay nhiều quá các bạn ạ. Tự vỗ tay quê quá, tầm này phải có các bạn vỗ tay cho mình cơ. Vỗ tay bằng cách làm gì ạ? Để lại một like và comment tên nó các bạn đi. Để tôi giveaway với con hưu cho các bạn. Và đừng quên đón xem like của mình để mình giveaway nhiều hơn nhá. Tại vì là giveaway trên like nó tiện hơn. Và bây giờ, điều quan trọng là nó sẽ là shiny hay không? Vấn đề là đấy các bạn ạ. Vấn đề là shiny hay không? 5 tỷ tôi đã trúng được gần 10 con rồi. Thế nên là quan trọng là shiny. Let's go. Pow. Chắc chắn là đéo rồi. Như vậy là tôi đồng thời cùng lúc đấy có một thanh niên tên là Detroit Dora the Destroyer cũng trúng một con hưu cosmic giống mình. Nhưng mà hai thằng đều không phải là shiny các bạn ạ. Ok, nhưng mà cũng trúng được một con 5 tỷ rồi. Như vậy là trong video này chính thức là tôi vừa trúng được toàn bộ những cái con hưu mà có thể zone ra rồi các bạn ạ. Bao gồm cái hưu mới tôi cũng zone ra luôn rồi. Đây rồi, con hưu tiếp theo. Và không những nó là con hưu tiếp theo mà nó là con hưu Jelly Solo tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mong đợi nó sẽ ra được một con Jelly có con ngựa cầu vồng nha các bạn nha. Chúng ta sẽ có con ngựa cầu vồng ở trong đấy. Yes. Tỷ lệ 5% chúng ta sẽ sở hữu được một con Jelly với con Pinata bên trong. Jelly với cái hộp quà. À, Jelly với cái hộp quà này tỷ lệ là 10% các bạn ạ. Tỷ lệ của nó là 10% các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem con Jelly với cái hộp quà. Nó ghi là 10% này. Jelly come with a present inside. Yeah. Ta sẽ cùng để con Jelly đấy vào để cho các bạn xem con Jelly có cái hộp quà nha. Đâu con Jelly có hộp quà đâu? À đây các bạn ạ, con Jelly có cái hộp quà. Như vậy nó khác nhau ở mỗi cái lõi à? Ờ, nó khác nhau ở mỗi cái lõi bên trong đó chứ nó chả khác nhau cái gì các bạn ạ. Bây giờ nó khác nhau ở cái độ hiếm nữa.
Tức là về mặt cái giá trị gọi là thì cái con mà có cái hộp quà thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn con kia. Oh wow, cái gì đấy? Lại Jelly nữa hả? Nhưng mà cái con vừa rồi là không phải là đến từ cái Hugh Hunter đúng không? Vậy thì con này khả năng là đến từ Hugh Hunter các bạn ạ. Khả năng là con này sẽ đến từ Hugh Hunter. Sao lần này tôi thấy hiệu ứng nó bố đời hơn là mấy lần trước một tí nhỉ? Có phải là ra con Pinata không? Có phải là một con Hugh đến từ Pinata không? Sao tôi thấy nó lâu nhỉ? Hugh Hunter. Đéo phải các bạn ạ. Đéo phải là đến từ... đéo phải là con Pinata. Nhưng mà nó đúng đến từ Hugh Hunter thật. Nó là con Hugh đến... có cái loot bag ở bên trong. Tỷ lệ gọi là 50% cũng bình thường đấy các bạn ạ. Tôi có một đàn Jelly Axolotl rồi các bạn ơi. Có lẽ là trong một cái video này tôi mà dùng hết đống God Potion chắc tôi phải dắt theo chục con. Lại Hugh nữa. Lại Inferno. Về cơ bản là cái Hugh Hunter này nó hơi OP ấy. Lâu lâu trải nghiệm cảm giác 10 bình không có con nào. Và lâu lâu trải nghiệm cảm giác 10 bình lấy chục con các bạn ạ. Nhìn chung là bây giờ Hugh thì nó đối với mình nhá. Đối với các bạn thì chắc chắn là nó vẫn khó quay. Tại vì nếu các bạn không pay to win thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà đối với tôi thì nó như hàng ngoài chợ rồi các bạn ạ. Cũng có thể là do tôi may mắn đấy các bạn ơi. Ui rồi ôi, chúng cả con Inferno với cả Nightmare Corgi cùng một lúc luôn. Mà đéo hề có chữ Hugh Hunter hiện lên nha. Không hề có chữ Hugh Hunter nào hiện lên. Chúng ta có một con Inferno và chúng ta có một con Nightmare Corgi cùng một lúc. Wow, lạm phát các bạn ạ, lạm phát rồi. Rồi, con Hugh tiếp theo. Ôi trời ơi, và nó lại là con Jelly tiếp theo. Chúng ta cùng xem nó có phải là một con Shiny không nha các bạn nhá. Let's go bro. Đéo phải rồi. Và nó vẫn chỉ là một con Jelly có một cái túi ở bên trong thôi. Thì nó lại là một con Jelly với tỷ lệ 50%. Có vẻ như là tôi cũng không đỏ lắm đâu các bạn ạ. Tôi trúng mấy con Hugh này là tôi thấy là phần lớn nó cũng ghi là cái chữ Hugh Hunter. Là chứng tỏ là cái game pass nó cũng bút tỷ lệ hơi ác thôi. Thế nên là cũng do cái game pass nữa. Chứ chả phải do mình may đâu. Nếu như không có cái game pass Hugh Hunter thì nãy giờ mình không trúng quá nhiều Hugh như này đâu các bạn ạ. Điều này chứng tỏ là cái game pass Hugh Hunter với cả là cái bình God Potion nó OP dã man các bạn ạ. Đúng là đồ cho người pay to win của khác. Ok, cho đến thời điểm hiện tại chỉ còn thêm 2 bình God Potion nữa thôi là mình đã chén xong 50 cái bình kia rồi. Và ban đầu mình có chén thêm 10 bình nữa đúng không? Thế là chúng ta đã chén 60 bình cho mình cho bình God Potion trong cái video này rồi các bạn ạ. 60 bình God Potion nếu mà tính theo tỷ giá hiện tại nó tương đương với khoảng tầm hơn 700 triệu game một tí các bạn ạ. Là các bạn đủ hiểu là Hùng Aka cống hiến cỡ nào rồi. 700 triệu game đấy bro ơi. Hơn nữa là còn rất là nhiều Robux đã phải ra đi các bạn ạ. Mình nghĩ là cái update này mình cũng chỉ roll đến đây thôi. Mình nghĩ là mình không nên roll thêm vào cái update này. Tại vì cái update này nó là một cái update cũng bình thường ấy. Và cái con Hugh Jelly Axolotl này nó cũng không phải là một cái con gì đấy. Nó quá là xịn xò cho lắm. Nó cũng chỉ là một con 1 tỷ năm với hiệu ứng như bình thường như mấy con Hugh khác thôi. Cái thứ mình cần đến từ gọi là cái game Pet Go này bây giờ là một cái thứ gì đấy xịn xò hơn để tôi chinh phục. Chứ cái con Hugh Jelly này tôi thấy nó lạm phát quá các bạn ạ. Server bây giờ có 600 con rồi. Trong đấy là tôi vác 8 con. Tôi hiểu tại sao ban đầu lúc đầu tôi vào tôi lại thấy người ta trúng nhiều vậy rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái này thêm gọi là vài nghìn Robux nữa để mình xem là chúng ta được thêm bao nhiêu bình Jelly nữa để tôi dùng thử bình Jelly nha các bạn nhá. Ok, đầu tiên chúng ta được 3 bình này. Mặc dù không nhìn thấy nhưng mà mua ra thì hầu như là chúng ta sẽ được thêm vài bình các bạn ạ. Mình hy vọng là chúng ta sẽ mua được thêm vài bình nữa. Đây rồi, 3 bình nữa chăng? Ui, 2 bình nữa. Sao đen vậy? Thế thì phải có God Potion nhá bro ơi. Đéo có God Potion luôn. Má mà nó scam tới luôn các bạn ạ. Như vậy là trong video này 50.000 Robux đã đi đấy các bạn. Dành cho bạn nào chưa biết, 50.000 Robux tôi cầm, tôi coi như là mua game pass, mua mấy cái này, mấy gói Forever Backpack là coi như hết sạch luôn. Dã man con ngàn các bạn ạ. Cái game Pet Go này về cơ bản là quá là hút máu và pay to win luôn. Tôi chuyển Robux những bao nhiêu ngày trời. Mỗi lần là mất 5 ngày để mà có thể đợi được Robux về đích. Mà tôi mới có được từng này Robux mà tôi dùng trong một cái update Pet Go này là gần như là hết luôn các bạn ạ. Cái update này nó có thêm game pass, game pùng các thứ, xong rồi có thêm cái bình mới. Thế là tôi phải pay to win để mua cho các bạn xem. Chứ đúng ra mình không cần mua đâu các bạn ạ. Đúng ra mình chỉ cần mua cái bút lắc kia thôi. Thì mỗi lần là mua khoảng mười mấy nghìn Robux là được rồi. Các bạn là mình may cũng một phần là mình mua cái bút lắc nữa các bạn ạ. Mua cái game pass bút lắc nữa. Chứ còn nếu như mà mình không mua cái game pass X512 này thì mình nghĩ chắc là mình không đỏ đến như này đâu. Chúng ta cùng xem mấy cái bình Jelly này cho chúng ta được bao nhiêu cái cutscene nhá. Và bao nhiêu cái con Hugh Jelly nhá. Các bạn thấy chưa? Quay mãi mới ra được một cái cutscene. Mà ra cũng chả ra được cái con Hugh Jelly 100%. Ra toàn mấy cái con lỏ lỏ 25 triệu với cả 500 triệu. Cái bình gọi là Jelly God Potion này lỏ vãi. Thà rằng chúng ta cầm God Potion bình thường chúng ta quay còn hơn các bạn ạ.
Đấy, lâu lâu còn đéo có cutscene luôn. Vãi chưởng. Phế chưa? Bình Jelly cuối cùng các bạn ạ. Có thanh niên ra Shiny Hue Inferno kìa. Mẹ người ta ra Shiny liên tục tục luôn. Còn tôi quay Jelly God Version còn đéo ra được nổi cái con Hue. Và còn đéo ra được nổi cutscene luôn. God damn it. Mà tại sao tôi lại còn thừa một cái bình God Version này? À đâu? God Version này là bị lỗi à? Ôi vãi. Cái bình God Version nó hiển thị nó vẫn còn là X1 này các bạn. Nhưng mà hình như là nó bị lag thì phải các bạn ơi. Nó bị lag các bạn ạ. Rồi ok, understand luôn. Nhìn chung là cái bình Jelly nó phải gọi là quá phế các bạn ạ. Mình sẽ bú thêm 10 bình gốt nữa nha. Để xem là chúng ta làm được thêm mấy con Hue nữa nha các bạn nha. Rồi xong rồi chắc là thôi mình dừng thôi. Chứ mình cũng đã săn được cái con Hue Jelly Axolotl rồi. Và mình cũng đã gọi là thử dùng cái Game Pass Hue Hunter. Thì mình thấy là nó trúng rất là nhiều. Mình cũng săn được luôn cả con pet ẩn của cái Jelly rồi. Và mình đã cho các bạn biết được cái giá trị của cái bình Jelly God Potion. Đó là nó phế hơn bình God Potion thường các bạn nha. Bình God Potion thường là vẫn là 10 điểm nha các bạn nha. Như vậy để cái bình Jelly đấy các bạn đừng nên mua. Đấy, các bạn xem video của mình là các bạn biết là các bạn không nên mua. Chứ không thì có một số bạn lại có game các bạn lại tưởng cái bình đấy ngon. Các bạn mua để lấy con pet mới chết. Lỗi đây, lỗi đi. Lỗi nặng lắm các bạn nha. Tôi sẽ không bao giờ tôi mua cái gói Forever Backpack này nữa đâu. Lừa lắm. Mình chắc chắn là mình sẽ tích lại đô bắc rồi. Và mình sẽ không mua cái bình Jelly God Potion thêm một lần nào nữa. Vì nó quá phê các bạn ạ. Mua cái bình đấy đúng kiểu là bịp luôn mà. Chúng ta làm thêm một con hưu tiếp theo nào. Good job bro. Vâng, 1.5 tỷ. Nhìn thấy con này tôi không vui lắm rồi. Tại vì là điều đấy chứng tỏ là chúng ta chỉ trúng được con 1.5 tỷ và con thấp hơn thôi. Chúng ta cần phải nhìn thấy cutscene của một con cấp cao thì chúng ta mới hy vọng là ra được một con cấp thấp hơn. Hưu Nightmare Corgi. Lát con mẹ luôn cả game mà. Xuất hiện cái giật màn hình luôn mà. Ok, the last God Potion. Một bình nó ghi là bị lỗi trên là đây là đang ghi x2. Nhưng mà đây là bình cuối cùng rồi các bạn ạ. Oh yeah, và bình cuối cùng của tôi đã bị xịt rồi các bạn ạ. Xịt rồi, thì mình xem ra được con pet ẩn nào không. Không được cái bỏ mẹ gì luôn. Ô, oh, bình này vẫn là God Potion à. À, trời ơi, tôi tưởng bình kia là bình cuối. Nhưng mà hóa ra bình này mới là bình cuối các bạn ạ. Như vậy là chúng ta vẫn còn God Potion. Tuy nhiên thì ra cái gì thì đéo biết. Ra 500 triệu. Thêm 2 bình nữa là rõ. Để cho số nó tròn các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ để lại 4 bình God Potion đấy nha các bạn nha. Các bạn có ý kiến gì thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là kèm theo tên Roblox của các bạn để có tỷ lệ trúng được Hue từ mình nữa. Và chúng ta sẽ trúng thêm một con Hue nữa. Siba. Mẹ. Hiệu ứng của Siba này bây giờ là lỏ nhất rồi. Nhưng mà nó sẽ không lỏ nếu như nó là con Shiny. Đúng vậy. Shiny. Ôi. Mà tôi vừa thấy trên thế giới có thằng chúng con Shiny Hue Cosmic cùng với Shiny Hue Jelly cùng một lúc kìa. Mày mày gắt đem mịt. Sao cái bọn đấy nó có thể may mắn được như vậy nhỉ? Tại sao bọn nó không truyền một cái phần may mắn cho mình để mình trúng thêm một con Shiny đi kế bọn nó nhỉ? Đùa. Nhiều khi mình muốn xách dép cho mấy cái thằng trúng con Shiny vãi đái. Sao bọn nó có thể đỏ được như vậy nhỉ? Mình uống quá là nhiều bình God Potion mà chả trúng được con Shiny nào luôn ạ. Ok, và thôi chắc có lẽ là video Pet Go này của mình thì mình sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi. Và nếu như mà các bạn muốn được mình lựa chọn là người may mắn để có thể trúng được mấy con pet nó gọi là Hue đến từ mình thì các bạn đừng quên là comment tên xuống và kèm theo một lời nhắn nhủ bất kỳ. Và nếu các bạn may mắn được mình chọn thì sẽ nhận được đó là một con Hue đến từ mình nha. Video sau mình sẽ tặng cái con Hue gọi là Jelly Axolotl nha. Còn bạn này là một bạn mình chọn ngẫu nhiên. Mình sẽ tặng cho bạn đấy một con này mới có ghi đi. Chứ thì bọn có ghi thì tôi thấy lạm phát quá rồi các bạn ạ. Tôi quá là nhiều rồi. Tặng em nè. Ok. Và chúc mừng bạn Freaking Long nha. Ok, còn bây giờ thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành. Đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Sao mẹ mày update xong cái mấy con Hue sao trông có lạm phát thế nhở? Sao nhìn người ta trúng mấy con Hue liên tục vậy? Trời ơi, con Jelly này nó đã có tận 600 con này ạ. Và mấy con khác nó đang càng ngày càng tăng thêm. Đấy, admin mà không limited đi thì con nào nó cũng đéo hiếm nữa luôn các bạn ạ. Hue nó gọi là liên tục tục. Thế nhá.